Khoai lang bí nghệ. Bí nghệ thực hành đó, khoai này thực hành ở thị trường ha. Màu nó như nghệ đó. Giờ bán xô ngang là một ký khoai lang nghệ này là nhiêu? Giữa giữa nó không có ăn xô đâu. Gì giờ lựa ra ha. Rồi nhất là nhiêu? 13.000. Nhì. Nhì 10.000. Rồi ba. Ba 8.000. Nhưng mà nó phải khoai lang không? Nó là khẩu vị luôn. Phải luôn hả? Mày ăn nói chung nó hơi có sữa nhiều chút. Ăn. Đi đoạn mà ấy rồi nó chơi. Khoai lang này khoai lang gì vậy? Mày đi đây tao không gành vậy. Khoai lang này khoai lang gì? Khoai lang bí nghệ chứ gì? Gì hả? Bây giờ nó nhiêu ký, nhiêu ký vậy? Khoai lang bí nghệ à. Nước ngoài muốn ăn hiên hệ lại.